Dạ rồi, con xin phép chào chú. Chú có thể giới thiệu chú tên là gì? Lý Công Tuấn. Chú Tuấn là quê quán ở đâu đây? Đà Lạt, Lâm Đồng. Đà Lạt, Lâm Đồng ha. Hôm nay chú về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương giúp đỡ chú gì đây? Tìm con gái. Tìm con gái. Con gái chú tên là gì? Nguyễn Thị Quỳnh Anh. Nguyễn Thị Quỳnh Anh. Bé năm nay nhiêu tuổi rồi chú? Bé năm nay 14 tuổi. Trời đất ơi, 14 tuổi. Bỏ đi ngày nào chú? Ngày mùng 8. Mùng 8 tháng 6. Mùng 8 tháng 6. Và hôm nay là ngày 17 rồi. Khi đi là đi tại đâu chú? Tại ngã ba Tân Hội. Tân Hội là vẫn ở tỉnh Lâm Đồng hả? Tỉnh Lâm Đồng. Đà Lạt, Lâm Đồng đúng không? Huyện Đức Trọng. Dạ. Con nhà mình đi là có mang theo thứ gì đi không? Không có đem theo cái gì hết. Chỉ một bộ đồ trên người thôi, không có điện thoại, không có gì luôn. Lý do gì con nhà mình bỏ nhà đi? Lý do là có một anh thanh niên đó, theo như thông tin biết thì anh đó sinh năm 1994. Dạ. Là lên tới trên đó bao taxi rủ con bé đi, đưa con gái nhà mình đi. Đưa gái đi. Thanh niên đó tên là gì chú biết không? Biết. Thanh niên đó tên là Hà Thanh Tùng. Quê quán ở đâu ạ? Không biết quê quán, nhưng mà theo thông tin ở trên mạng báo qua cho con gái biết đó, thì là đang ở Sài Gòn. Làm sao mà con gái nhà mình quen được với thanh niên đó? Quen ở trên mạng. Quen trên mạng xã hội đúng không ạ? Trên mạng xã hội đúng rồi. Trời đất ơi. Con gái nhà mình còn đi học không? Nghỉ học lâu rồi. Nghỉ học hết lớp mấy nghỉ chú? Con gái học hết lớp 4 nghỉ rồi. Trời ơi, sao nghỉ sớm vậy? Lý do gì nghỉ sớm vậy chú? Lý do là gia đình cũng khó khăn. Khổ hả? Chú được mấy người con? 5 người con. 5 người con cơ hả? Chú năm nay là nhiêu tuổi rồi? 50. À, chú 50 ha. 5 người con. Bé này là con thứ mấy đây chú? Thứ ba. Còn một chị, một anh đầu nữa tới nó. À, vậy là sao còn hai bé nữa? Sao còn hai bé nữa? Nhà mình có ai được đi học không? Có, chỉ có bé, mỗi bé này là ít học, với lại nó nói chung là không chịu học. À, không chịu học đúng không ạ? Con nhà mình tính tình thì như thế nào đây? Có ngoan không? Ngoan, rất hiền. Trước giờ có bỏ nhà đi như vậy chưa? Chưa bao giờ có. Bé là cái tóc của bé màu vàng hay là màu đen đây? Màu vàng hả chú? Màu đen, nhưng mà bé mới nhuộm vàng đây. Mới nhuộm vàng đây. Sao mình cho con nhà mình nhuộm tóc 14 tuổi nhuộm chi hả? Nói chung là ba đi làm, mẹ ở nhà không để ý á. Rồi con nhuộm tóc, nó nhuộm mấy bữa là nó bị đã nhuộm đi đó. Tức là nó đã có cái sự tính toán trước rồi. Dạ. Thằng kia là có sự tính toán trước rồi. Con nhà mình là ở nhà là làm công việc gì? Đi phụ mẹ buôn bán. Cụ thể là buôn bán cái gì chú? Buôn bán cá. Bán cá hả? Con nhà mình cái thời gian gần đây là hay sửa soạn đúng không ạ? Đúng rồi. Có son phấn không? Đó, mua son thôi chứ còn phấn thì không có. Vậy là tóc tai là thay đổi màu? Mới thay đổi đây, khoảng chừng thay đổi. Có mua quần áo trưng diện không? Quần áo thì không có trưng diện, tại vì bé cũng biết nhà không có điều kiện. Vậy là nhà mình 5 thành viên là sống chung với nhau hết hay sao? Chỉ có 3 đứa nhỏ ở đây, còn 2 đứa lớn là gửi bà nội. À, gửi ha. Trong cái thời gian mà gần ngày con bỏ đi á, ngày mùng 8 á, chú có thấy con nhà mình có dấu hiệu gì bất thường không? Có, tức là cũng về cũng la con, là tại vì về khi mà đi làm về thấy con nhuộm tóc là cũng xin nghi rồi. Đó, cũng xin nghi rồi la con, nhưng mà la con thấy con cũng không có cái biểu tượng gì mà khác hết. La là la, mà vẫn biết nghe lời. Chú nói lớn này nha. Tức là con của mình á, với lại cái người đó cũng có một cái sự tính toán trước rồi. Chú phát hiện được con nhà mình quen thanh niên đó lâu chưa? Thanh niên đó nói chung là có lên nhà ở trên nhà gia đình này rồi. Ô, lên nhà mình rồi. Lên khi nào? Lên mùng 5 Tết năm ngoái. Mới ăn Tết xong vừa rồi đúng không? Đúng rồi.
Vậy là lên đó thì nói chuyện như thế nào với gia đình nhà mình? Lên đó thì trước mắt là cũng hỏi thăm gia đình, với lại coi gia đình mình vậy rồi. Ở bên gia đình đây cũng có nói là con về con nói với, nếu mà Chú nói lớn lên nào. con với bé Nhi thương nhau thì con về con nói mẹ con lên đây. Thì bên kia cậu thanh niên đó cũng hứa, nhưng mà cuối cùng rồi không thấy cậu thanh niên đó lên nữa, mà cũng không thấy mẹ lên luôn. Là sau này là nghĩ là hai đứa nó dứt rồi, là chú một thời gian là gia đình có lấy cái điện thoại của bé lại, không cho bé xài nữa, thậm chí vứt bỏ sim luôn. Vậy là chú biết mối quan hệ của con nhà mình và thanh niên đó là mới Tết hay là trước Tết? Trước Tết, Trước Tết đã biết rồi. trước Tết Con nhà mình nói với chú hay sao? nó chat ở trên mạng á, là tối nào nó cũng ngồi chat thì biết. Chat là gọi điện hay là nhắn tin? Nhắn tin, đa số nhắn tin là nhiều. Chú có xem được những tin nhắn đó không? Có. Những tin nhắn đó là nhắn tin cái tình trạng là như thế nào? Nói chung là nói về chuyện tình cảm rất nhiều. Lúc đó chú xử lý con nhà mình sao? Thì nói chung là cũng cấm cản, không cho quen nữa, không cho, thậm chí không cho điện thoại. Thì một thời gian thấy cứ nó cứ lén lút nó nhắn tin riết, rồi cuối cùng là lấy cái điện thoại cất luôn, thậm chí gỡ sim để bỏ sim luôn. Thì được mấy tháng á, là tới ngày giờ phút này á, là khoảng chừng tầm một tháng trước, thì bé nó có cầm cái điện thoại, tức là không có sim nhưng mà nó vẫn chat qua mạng được đó, thì nó vẫn liên lạc lại với cái cậu thanh niên đó, nhưng mà cha mẹ thì nó không cho cha mẹ biết. Thậm chí bây giờ còn cái điện thoại đó nhưng mà không có sim, nhưng mà trong cái điện thoại đó rất nhiều thông tin hai đứa nó nhắn qua nhắn lại để mà nó tìm cách nó trốn đi, mà hiện giờ á nó xài cái mật khẩu mình không mở được. Chú cho con hỏi này, vậy là mùng năm Tết thanh niên lên nhà là con gái nhà mình có báo trước cho gia đình biết không? Có Con gái nói sao? con gái nói là nó báo rất đột xuất, tự nhiên sáng đó nó nói là ba mẹ ơi bạn con lên chơi. Bạn là có nói là người yêu không? Không, nó chỉ nói bạn thôi. Thì nói chung ba mẹ cũng có nói là tại sao bạn con lên chơi không báo trước cho ba mẹ. Thì lúc đó nó nói là bây giờ bạn con lỡ lên tới bến xe Phương Trang là rồi, thì bây giờ á, gia đình mới nói chú thôi, chú chú nói lớn lên nhá. gia đình mới nói thôi vậy, nếu mà lỡ vậy thì thôi đi ra đón cháu nó về cho nó chơi. Đó là vậy, đi đón cháu nó về nó chơi ở nhà khoảng chừng được 5 ngày Cho chơi 5 ngày luôn. rồi, Ôi trời đất ơi. cho chơi 5 ngày. Nói chung là lúc đó thì cũng có xin, cậu thanh niên đó cũng có xin gia đình cho chơi 5 ngày, và cậu thanh niên đó điện về cho mẹ cậu thanh niên đó, mẹ cậu thanh niên điện lên nói chuyện là cho cháu nó chơi mấy bữa rồi cháu nó về. Nếu Nếu chú cho con xin phép ngắt lời. dạ Nếu mà cái thanh niên đó hôm đó mà thực hiện đúng lời hứa là ba mẹ mà lên sinh là nhà mình gả luôn đúng không? chưa gả thì không gả, nhưng mà cũng có thể là làm một cái lễ đính hôn để chờ con gái mình nó đủ tuổi, tại vì nó đã thương nhau như Theo vậy. như chú, cái người thanh niên đã tới nhà mình cái cách cư xử hành động như thế nào? Rất bình thường, thậm Có tử tế chí không? rất tử tế luôn. Gọi chú bằng cái gì? Chú Gọi bằng chú hả? Rồi là ngồi xuống nói chuyện thưa chuyện luôn. ngồi chỉ Là nói xin phép là bà cô chú hả? xin phép cô chú Là là cho con quen bé Nhi. mình có nói gì với thanh niên đó không? Mình trả lời thanh niên đó là sao? Là gia đình trả lời thanh niên là bây giờ bé Nhi nó còn rất nhỏ tuổi, nếu mà tụi con có quen nhau á thì chú vẫn cho tụi con qua lại quen nhau, nhưng mà với điều kiện á là con phải đưa mẹ con lên để chú gặp mặt chú nói chuyện. Rồi nếu mà mẹ con lên rồi thì ở đây cô chú cũng sẽ xuống với gia đình con để xem xét tình hình gia đình, sau đó mới cho hai đứa nó quen nhau. Ở 5 ngày trời mà chú không biết được quê quán thanh niên này ở đâu hả? Nó không cho biết chính xác địa chỉ, đại khái là ở Sài Gòn thôi, mà thanh niên này Nói nó giọng miền nào? Sài Gòn, là thanh niên này làm bảo vệ hay là vệ sĩ gì đó không biết. Con thật sự con rất buồn. Khi chú chia sẻ câu chuyện nên con buồn. Con không phải là buồn bé bỏ đi, mà con buồn cho
chú và cô. Tại vì sao con lại nói là từ con buồn? Tại vì cô chú buông lỏng cho con mình quá. Đúng rồi. Thứ nhất, con nhà mình mới 14 tuổi yêu đương cái gì? Mà chú lại còn gia đình nhà mình tính đến chuyện đính hôn và để người lớn nói chuyện, thì thật sự đó là cái điều mà con rất tiếc. 14 tuổi, cái tuổi này tuổi ăn tuổi chơi. Nói chung ăn chưa no lo chưa tới, biết gì yêu, 14 tuổi yêu đương gì? Đúng không ạ? Đúng ra là cô chú phải biết từ đầu con nhà mình nhắn tin và có mối quan hệ như vậy, phải ngăn cản ngay từ đầu, nghiêm khắc luôn. Không cho dây dưa nữa. Nhưng mà trường hợp tới giờ phút này như chú chia sẻ thì thật sự chú lại còn buông lỏng cho con mình quá. Chú có thấy cái điều đó là cái điều mình cảm thấy mình đáng tiếc không? Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Mình có chiều con không? Nói chung là chiều, thương nó lắm. Chiều con thì sao? Ông bà xưa có câu là chiều con là sao? Đúng, đúng không ạ? Con hư. Đâu phải thương nó đâu. Đúng rồi. Đó là hại nó đấy. Nhá. Bây giờ nó đi đâu làm gì? Và cái thanh niên kia biết được người như thế nào, tốt hay xấu? Đúng và rồi. Đưa con mình đi như vậy rồi thanh niên kia là với mục đích gì? Đúng chưa? Đúng rồi. Bây giờ con nhà mình đi bên ngoài những ngày qua, đi hôm mùng 8 mà hôm nay ngày 17 thì là 9 ngày trời rồi. Chưa biết như thế nào bên ngoài. Và thanh niên kia là có ý đồ như thế nào đây? Cái sự việc này gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Có trình báo lên công an xã rồi nhưng mà không thấy hồi âm. Thì trình báo thì để bên cơ quan chức năng, người ta từ ta làm việc, người ta phải điều tra, người ta phải tìm kiếm thông tin này chứ chú. Là mình có trình báo rồi đúng không ạ? Có. Ừ. Tới giờ phút này chú hối hận chưa? Hối hận rồi. Chú hối hận điều gì? Hối hận nhất là chú sai lầm con cái là cho cái cậu đó lên nhà chơi. Lên nhà đúng giờ hôm đấy là phải nói với con gái là con còn nhỏ, không có gặp gỡ gì hết, bạn bè yêu đương gì hết, kêu cậu đi về. Đó cái thứ nhất, lên hoặc là lên lần đầu thì mình cho ở lại một chút chút thôi, có thể là lỡ đường hay như thế nào đó thì mời vào mình cho cậu uống nước, nấu cho cậu ăn bữa cơm rồi cho cậu về. Đường này mình cho ở 5 ngày là không khác là mình vẽ đường cho hươu chạy rồi, đúng chưa? Đúng không ạ? Đúng rồi. 5 ngày trời đó thì sinh hoạt như thế nào đây? 5 ngày trời đó thì nói chung là vẫn ở nhà chơi rồi bình thường, nhưng mà chú nói lớn lên nào, chú là không cho hai đứa nó là ngồi kế bên nhau, không cho ngồi chung đó. Là tối là cái cậu thanh niên đó ngủ với chú. Gặp con là nếu mà gặp con là con không bao giờ con cho ở lại đâu, bởi vì chưa biết cái lý lịch của thanh niên này quê quán ở đâu như thế nào mà chú dám chú cho ở lại nhà, thì con thật sự con sợ chú luôn này. Gặp con là con không bao giờ con tiếp, lên có tiếp thì cơm nước xong rồi đi về, chứ không bao giờ có chuyện trường hợp mà cho ở nhà mình mà 5 ngày trời lận. Rồi lỡ như những cái 5 ngày trời đó thanh niên này gây ra một cái hậu quả gì với gia đình nhà mình như thế nào đây? Chú có xem những video truyền thông trên mạng xã hội chưa? Đúng rồi, có. Nhiều người vào ý đồ xấu chưa? Con chưa nói đâu xa, con chỉ nói là người ta thực hiện những cái ý đồ xấu với gia đình nhà mình rồi sao đây? Đúng không ạ? Chú thiếu cảnh giác quá. Nên mới dẫn tới cái tình trạng ngày hôm nay con nhà mình bỏ đi đấy. Con nhà mình không có sợ ba mẹ rồi. Nếu sợ thì nó đâu như vậy đâu. Nó mà sợ thì nó lại không như vậy. Mình phải chấm dứt ngay từ đầu, nói cho con biết. Mình nói nhưng mà với cái thái độ là nhẹ nhàng, tình cảm. Mình nói cho con hiểu. Giờ con mới 14 tuổi thôi, con chưa yêu được. Bởi vì cái tuổi của con là tuổi còn nhỏ lắm. Và cái trẻ em dưới tuổi vị thành niên, yêu đương mà lỡ may gặp người xấu, người ta gây ra cái hậu quả nặng nề thì sao? Đó, mình giải thích cho con hiểu, để cho con biết, để con dừng lại. Nhưng mà mình buồn ha. Giờ chú hối hận rồi đúng không? Buồn đấy. Con cái này là không phải con trách móc chú đâu, mà con đang tâm sự với chú thật lòng đấy nha. Bởi vì thật sự là chú vừa rồi là chú hành động hơi thiếu kiểm soát và thiếu sự tính toán chú ạ. Đúng rồi. Đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy là con nhà mình và thanh niên kia có thể là lên ý đồ và kế hoạch. Con nhà mình 14 tuổi biết gì đâu, mà thanh niên kia thì dư tuổi luôn rồi, có thể dụ dỗ tác động tới con nhà mình. Bé thì còn nhỏ nữa, vướng vào cái chuyện tình cảm nữa, thật sự rất khổ. Vậy là cái thời gian gần đây là chú có cấm không? Không. Là mình vẫn chiều theo ý con? Vẫn chiều, nhưng mà cũng cấm là cấm tuyệt đối, không cho liên lạc với thanh niên này nữa.
Là thời gian sau đúng không? Thời gian sau. Rồi bị biểu hiện của bé là sao? Nói chung là cái mặt cũng đổi khác, cái bản tính cũng thấy khó chịu. Mà chú có hình ảnh của thanh niên kia không? Có. Tí nữa chú cung cấp cho anh em. Rồi, có hình ảnh. Bây giờ chú đang lo sợ nhất con mình gặp điều gì đây? Đang lo sợ nhất là sợ là tại vì đang vẫn còn tin tưởng là con đang ở Sài Gòn chứ không thể nào đi qua bên kia được. Cái thứ nhất là con là đang mới 14 tuổi. Và cái thứ hai nữa là thằng này biết là nó có sự tính toán trước, nó dắt con. Tại vì chú có đọc cái tin nhắn, chú nói lớn này nào, chú có đọc tin nhắn của hai đứa nó nhắn với nhau là nó thuê phòng trọ cho con này ở xuống đây, nó tìm công việc cho con này làm. Đó là trong cái tin nhắn nó nhắn như vậy. Là bây giờ đang sợ một điều là con mình nó còn quá nhỏ, là sợ nó là những cái sự coi như là nói về tình dục là con mình nó sẽ hại đời con mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai chú có sợ rằng cái thanh niên này có ý đồ xấu với con nhà mình không? Thậm chí bắt ép con nhà mình làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật. Đúng rồi. Và cái trường hợp đặc biệt là có sợ thanh niên này lừa đảo bán con nhà mình đi không? Đó. Sợ không? Được, sợ. Giờ chú hối hận chưa? Hối hận rồi. Thật sự đây là cái điều rất buồn. Bây giờ chú hãy nói một cái điều gì đó với thanh niên này, cho thanh niên này cơ hội là hai ngày, ngày nay và ngày mai. Nếu không dẫn con nhà mình về, khi anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải mà tìm được sẽ bàn giao ngay lập tức cho cơ quan chức năng, công an có thẩm quyền để giải quyết cái sự việc. Đúng rồi, chú nói với thanh niên này đi. Nhưng mà bây giờ nói cách sao? Bảo thanh niên kia họ tên là gì, chú kêu hẳn tên ra. Đang dụ dỗ con gái đi, ở đâu thì đưa con gái về thì gia đình tha thứ. Còn nếu cố tình ngoan cố không thả về thì chắc chắn sẽ đi bóc lịch. Chú nói Là bây giờ chú mong là gọi tên nó ra luôn đi. Cháu Hà Thanh Tùng hiện giờ đang ở đâu thì cháu Hà Thanh Tùng đã dẫn bé Quỳnh Anh đi. Thì trong vòng 2 ngày tới cháu làm sao làm phải đưa bé Quỳnh Anh về với gia đình. Còn nếu không mà để đội điều tra của anh Nguyễn Thanh Hải mà tìm được thì sẽ đưa cháu ra ngoài pháp luật. Gia đình nhà mình nếu mà cố thanh niên này cố tình ngoan cố mà không đưa con nhà mình về, anh em mà tìm được thì chú có tha thứ không? Không, chú không tha thứ đâu. Mình bàn giao ngay lập tức cho cơ quan chức năng nha. Bàn giao cho công an chức năng liền. Nha. Đúng rồi. Mình hãy tâm sự với con đi, nói với con để cho con sớm quay trở về đi, gọi tên con ra đi. Quỳnh Anh ơi, con đang ở đâu thì lập tức trong vòng 2 ngày nữa thì con phải quay về nhà với ba mẹ liền. Còn nếu không, để mà anh em mà của anh hiệp sĩ anh Hải mà tìm được thì kể cả con đã hư vậy ba cũng phải đưa ra ngoài pháp luật luôn. Ba đưa thẳng ra pháp luật cho pháp luật trừng trị luôn. Hy vọng con gái xem được video này, thấy ba của con lặn lội từ Đà Lạt, Lâm Đồng về đây nhờ các chú đi tìm con. Thì chú nói thật với con luôn, con mới 14 tuổi, con chưa biết gì về bên ngoài, mà đặc biệt rằng con yêu đương như vậy mà con bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh chị em để con đi thì đó là cái điều đáng tiếc. Nên mong rằng con gái đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về, bởi vì hiện nay ở bên ngoài rất nhiều cạm bẫy. Con mới 14 tuổi, đặc biệt con là con gái rất dễ thương, mà con đi ra bên ngoài cho có gặp những cái điều xấu rồi lúc đó là ai cứu con đây, ai lo cho con đây. Nên chú mong rằng con hãy sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Nếu tới giờ phút này mà con nói con thương cái thanh niên đó thật thì chú hy vọng rằng con và thanh niên kia sớm quay trở về để nói chuyện với ba mẹ. Ba mẹ sẽ cho quen, và khi nào đủ tuổi trưởng thành thì ba mẹ cho hai đứa yêu nhau và cưới nhau. Nhưng với điều kiện thanh niên kia phải là người tử tế đàng hoàng và phải ngay lập tức đưa con về để nói chuyện với người lớn. Đặc biệt là bây giờ là con còn nhỏ mà con chưa biết gì, mà con yêu đương cái gì. Nên mà ba mẹ cũng như là gia đình vẫn cho hai đứa quen nhau, nhưng với cái điều kiện là phải đưa con về và quen nhau trên cái mức độ là tình bạn thôi. Khi nào đủ tuổi chín chắn suy nghĩ thì ba mẹ sẽ cho hai đứa cưới nhau. Còn thanh niên kia nếu mà thật sự tới giờ phút này mà đang giữ bé và đưa bé đi đâu đó
mà vẫn cố tình không đưa bé về, khi anh em đội hình sự Thanh Hải mà tìm được thì chắc chắn rằng cái khung hình phạt sẽ rất là lớn. Anh em sẽ ngay lập tức bàn giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết cái sự việc. Bởi vì bé năm nay mới 14 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Nên mà nếu mà không muốn dính líu tới pháp luật thì hãy đưa bé về. Còn nếu cố tình ngoan cố thì có thể là rất nhiều năm xa gia đình. Bởi vì trong thời gian vừa qua rất nhiều thanh niên dẫn các bé tuổi đời còn rất nhỏ đi và cũng đã đi bóc lịch rất nhiều rồi. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn. Buồn ở đây là không phải là buồn bé, không trách bé được, mà trách bậc làm cha làm mẹ thiếu quan tâm con. Và cha mẹ đôi khi lại chiều con mà chiều không đúng cách. Thì thật sự tới giờ phút này con nhà mình gặp những cái điều mà không hay, chú ạ. Con hy vọng rằng là khi anh em tìm được con gái nhà mình về thì mong rằng chú mình phải quản lý con, dạy dỗ con, đặc biệt là không cưng chiều con, chỉ cho con cái nào đúng cái nào sai, chú nha. Thì hôm nay chú về đây, chú nhờ anh em đội hình sự Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái nhà mình. Chú có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình không? Đồng ý. Và toàn bộ thông tin chú vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Đúng. Nếu sai? Nếu sai là gia đình hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trước pháp luật. Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp, cũng như là đưa bé gái sớm quay trở về đoàn tụ một cách an toàn nhất bên gia đình cũng như là người thân. Rồi xin phép chào chú. Ở cuối video thì chúc chú về Đà Lạt thượng lộ bình an, và cái điều đặc biệt là con gái sẽ quay trở về trong nay mai chú nhá. Mong rằng là con gái về thì mình phải có cách có hướng để mình giáo dục lại con nhá. Rồi em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.